động cô em gái trao lại áo cử nhân cho anh trai, ba mẹ mất sớm, một tay anh nuôi nấng. Mới đây trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô em gái sau 4 năm học tập tại môi trường đại học đã tốt nghiệp. Trong giờ phút quan trọng và ý nghĩa ấy, cô gái đã trao lại chiếc áo cử nhân cho anh trai mình như một lời tri ân tới người đã hết lòng vì cô. Trên trang cá nhân, cô em gái viết: "Cảm ơn anh hai đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho em. Trước buổi lễ tốt nghiệp, người anh trai đã đến chung vui với em gái, mừng vì em đã hoàn thành xong 4 năm đại học, chuẩn bị chính thức bước sang trang mới của cuộc đời." Cô em gái chẳng giấu được xúc động, đã tự tay trao chiếc mũ và khoác áo cử nhân cho anh trai để bày tỏ lòng biết ơn. Được biết, ba mẹ của nữ sinh đã mất từ khi cô mới chỉ 2 tuổi. Kể từ khi ấy, anh trai là người đã chăm sóc, lo lắng, quan tâm, vừa làm anh vừa làm thay ba mẹ nuôi nấng cô đến tận bây giờ. Những gia đình bình thường, ba mẹ chăm con đã không dễ dàng khi còn trăm thứ phải lo, trăm việc phải làm. Còn cô gái trong câu chuyện này kém may mắn khi không có sự yêu thương của ba mẹ, nhưng lại có người anh trai tuyệt vời, vừa làm anh vừa làm ba mẹ nuôi em khôn lớn. Giây phút được em gái tự tay khoác cho mình chiếc áo cử nhân, có lẽ người anh trai cảm thấy vô cùng vui mừng vì những gì anh đã làm và hy sinh là xứng đáng. Nhìn nụ cười trên khuôn mặt cũng đủ thấy cô em gái thực sự là niềm tự hào của anh. Anh đã thay ba mẹ nuôi em thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của phụ huynh. Để con em mình được có cơ hội đến trường, nhiều bậc phụ huynh cũng như các anh chị trong nhà đã phải cố gắng nỗ lực hết sức. Chính vì vậy, để không phụ sự mong mỏi của người nhà, nhiều bạn đã cố gắng học tập thành tài để báo đáp công ơn của mọi người trong gia đình. Câu chuyện của cô gái trên thực sự đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ không ngừng cố gắng trong học tập và cuộc sống. Còn bạn nghĩ sao về khoảnh khắc xúc động này? Hãy chia sẻ bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức trong ngày nha. Gửi ngày tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.